Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Hiếu Võ Triumph. Mình là đại diện kinh doanh đến từ showroom Triumph X Sài Gòn. Thì đến hẹn lại lên, hôm nay là tháng 6. Hiếu sẽ lại làm một video để update tất cả những mẫu xe hiện tại đang được trưng bày tại showroom, cũng như là chia sẻ với các bạn những chương trình ưu đãi tốt nhất trong tháng 6 và những hỗ trợ của showroom. Thì anh em hãy theo dõi video ngày hôm nay nha. Cuối clip sẽ có một thông tin cực kỳ hot trong tháng 6 này. Anh em hãy cùng chờ đợi. Ok, và đầu tiên anh em mình sẽ đến với phân khúc roadster. Đó là những dạng như là xe đường phố. Thì đầu tiên là mẫu 660, Trident 660. Thì giá niêm yết của em này là 275 triệu đã VAT. Hiện tại trong tháng 6 em nó đang được giảm là 26 triệu. Thì chỉ còn đâu đó tầm 249 triệu VAT. Giá rất tốt luôn anh em. Tiếp đến là con 765 Street Triple RS, phiên bản mới nhất vừa ra mắt của nhà Triumph. Thì mẫu này hiện tại đang có màu đỏ và màu vàng cho anh em chọn. Giá em nó là 445 triệu VAT. Thì hiện tại là vẫn đang giữ giá cũ nha anh em. Rất là đẹp luôn. Tiếp đến sẽ là con phân khúc Triple nhưng mà 1200cc. Thì mình đang có ở đây là một con Speed Triple RS và Speed Triple bản RR Racing. Thì hai mẫu này hiện tại đang có ưu đãi rất tốt, đâu đó tầm khoảng 80 đến 90 triệu trong tháng 6 này. Và bản RS sẽ có giá là 579 triệu VAT. Còn bản RR sẽ là 659,9 triệu VAT. Đây, một em màu đỏ, một em màu đen. Cho anh em là thích đỏ đen. Ok. Tiếp đến là phân khúc Sport Touring 660. Vẫn là em nó Tiger 660. Em cọp nhỏ nhất trong dòng ADV của Triumph. Thì giá niêm yết của Tiger 660 là 299,9 triệu VAT. Hiện tại trong tháng 6 đang chỉ còn là 259,9 triệu. Xe sẽ có hai màu sẵn cho anh em chọn, màu đỏ và màu xanh. Rồi tiếp đến là những mẫu xe được anh em quan tâm nhiều là phần Modern Classic. Đây, đầu tiên là em Speed Twin 900 phối màu Matte Silver Ice. Mẫu này đang có giá là 363,9 triệu VAT. Và em nó đang được giảm 10 triệu ngay trong tháng 6 này. Màu nhám rất là đẹp. Đây là thiết kế mới luôn nha anh em. Ok. Và qua đây là Scrambler. Đây là mẫu Scrambler 900 nhưng mà phiên bản đặc biệt Chrome Edition. Thì mẫu này chỉ còn trong tháng 6 này là còn xe thôi. Tại vì từ tháng 7 là sẽ không sản xuất cái phương collection Chrome này nữa. Giá cho em nó đang là 411,6 triệu VAT tại showroom. Màu xanh Chrome. Tiếp đến vẫn là dòng 900cc Classic. Thì showroom hiện đang có hai mẫu T100 phối màu Meridian Blue kỷ niệm 1959 và phối màu đỏ trắng. Hai em này sẽ là bằng giá 422,5 triệu VAT. Và hiện tại hai em này đang được giảm đâu đó là 16 triệu vào giá. Anh em có thể ghé trực tiếp showroom để xem xe. Hiện tại đang rất là nhiều xe và rất là nhiều ưu đãi luôn. Rồi tiếp đến một phân khúc Classic 1200cc thì Hiếu đang có hai mẫu T120. Phiên bản này là phiên bản cơ bản với phối màu là xám đỏ Photovan Red Silver Ice. Giá cho em này đang là 585,6 triệu. Và em T120 phiên bản Full Black. Và giá của em nó là 585 triệu VAT. Thì hai mẫu này hiện tại đang được giảm 20 triệu vào giá ngay trong tháng 6. Quá tuyệt vời. Và tiếp đến vẫn là Rocket 2500cc phiên bản GT. Thì Rocket sẽ có hai version, một version là phiên bản R với phiên bản GT. Thì bản này là 899 triệu đã VAT. Tại Rocket đang được giảm 70 triệu này ngay trong tháng 6. GT thì sẽ có phần tựa lưng sau với lại ghi đông Cruiser thiên về người lái nhiều hơn. Ok. À, còn mẫu này Ly Cà Phê. Đây là mẫu Cà Phê Racer của nhà Triumph. Truxton RS 1200cc. Phối màu này là phối màu Jet Black.
Em này hôm giờ có giá là 625 triệu và đang được áp dụng khuyến mãi đâu đó tầm khoảng 60 đến 70 triệu. Tungsten nó sẽ có màu đen bóng và màu xanh nữa anh em. Ok, và cuối cùng là phân khúc ADV Tiger 1200. Thì hiện tại showroom đang trưng hai mẫu GT, là mẫu thiên về đi đường trường nhiều hơn. Đây là mẫu GT Pro. GT Pro và đây là bản GT Explorer. Thì đối với bản GT Pro này hiện tại đang được giảm 45 triệu trong tháng 6. Còn GT Explorer đang được giảm là 60 triệu. Cùng với anh em sẽ được tặng thêm một cặp thùng chính hãng thì giá 36 triệu. Thì giá cho em GT Pro này nó sẽ là 619 đã VAT. Và em GT Explorer sẽ là 659 VAT. Đây anh em có thể là xem trực tiếp. Ok, đó chưa phải là tất cả những thông tin Hiếu muốn chia sẻ với anh em. Ngoài ra những cái chương trình ưu đãi giảm giá thì sẽ còn những hỗ trợ về tài chính như là trả góp, trả tín dụng. Thì anh em muốn được tư vấn hoặc là quan tâm với bất kỳ vấn đề nào cứ liên hệ ngay số hotline của Hiếu. Hiếu sẽ chia sẻ với anh em tận tình nhất để anh em có thể chọn được cho mình mẫu xe tốt nhất. Và một điều đặc biệt là Hiếu muốn chia sẻ từ đầu clip đó chính là thông tin về giá xe trial hiện tại trong tháng 6 này đang là vẫn áp dụng khung giá cũ. Và từ tháng sau thì sẽ có một sự điều chỉnh nhỏ nhỏ thì mình chưa biết được là giá sẽ như thế nào, nên anh em cứ liên hệ Hiếu nếu mà muốn có được chương trình giá tốt nhất. Cảm ơn anh em và hẹn anh em gặp lại trong những video sau.